Những ngày gần đây trên một số trang mạng xã hội, các phần tử cực đoan, cơ hội chính trị đã đưa ra những nhận định hết sức phi lý nhằm xuyên tạc, phủ nhận và hạ thấp ý nghĩa của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Để thấy rõ những luận điệu sai trái đó trong chương trình nhận diện sự thật hôm nay, chúng ta sẽ cùng Đại tá, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Long, nguyên Phó Viện trưởng về lịch sử quân sự Việt Nam tìm hiểu về những vấn đề nêu trên. Xin được cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip sau đây. 50 năm trước, đúng vào thời khắc giao thừa Tết Mậu Thân 1968, đáp lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, quân và dân miền Nam đã nhất tề đứng lên thực hiện cuộc tổng tiến công và nổi dậy. Với sự kết hợp chặt chẽ giữa tiến công của lực lượng vũ trang ba thứ quân và nổi dậy của lực lượng quần chúng ở cả ba vùng chiến lược, đưa chiến trường vào tận sào huyệt của kẻ thù. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy này, quân và dân ta đã tấn công vào hầu hết các thành phố, thị xã, thị trấn trên toàn miền Nam, mà trọng tâm là những thành phố lớn như Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, với những mục tiêu chiến lược như Tòa đại sứ Mỹ, Phủ Tổng thống Ngụy Quyền, Bộ Tổng tham mưu Ngụy. Đồng thời đã kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho cuộc kháng chiến chính nghĩa của quân và dân ta. Với ba mũi giáp công, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy này, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hàng chục vạn quân địch cùng nhiều vũ khí, khí tài chiến tranh, đã bức hàng bức rút gần 15.000 đồn bốt, chi khu quân sự, phá hủy trên 1.500 ấp chiến lược. Không những thế, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 còn làm cho những thế lực diều hâu của quân xâm lược bàng hoàng, hốt hoảng. Cả hệ thống ngụy quân, ngụy quyền bị tê liệt và làm lung lay tận gốc ý chí của đội quân xâm lược, buộc kẻ thù phải xuống thang, tạo ra bước ngoặt của cuộc chiến tranh để dân tộc ta cùng ca khúc khải hoàn vào mùa xuân năm 1975. Là một nhà nghiên cứu lịch sử thì đồng chí có thể cho biết là lý do vì sao mà Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lại quyết định mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968 không ạ? Năm 65 như chúng ta biết là quân Mỹ đổ vào miền Nam, Việt Nam tiến hành cái chiến lược chiến tranh cục bộ. Quân Mỹ và quân đồng minh bắt đầu đưa trực tiếp tham chiến ở miền Nam, Việt Nam thì tình hình cách mạng Việt Nam trong một cái hoàn cảnh mới đặt ra những cái vấn đề mới. Tháng 12 năm 65, Ban chấp hành Trung ương Đảng tại cái hội nghị lần thứ 12 để xây dựng kế hoạch để chớp thời cơ để giành thắng lợi quyết định để có thể kết thúc cái cuộc kháng chiến sớm hơn. Nhưng phải hơn 2 năm sau thì cái nội dung cái nghị quyết, cái mục tiêu đặt ra đấy mới thành hiện thực. Trong khoảng thời gian 2 năm đấy thì về phía lực lượng chúng ta đã xây dựng phát triển được cái lực lượng rất quan trọng, đấy là cả cái quả đấm chủ lực. Bởi vì nói gì thì nói, cái đòn quân sự muốn thắng lợi là phải có quả đấm chủ lực. Về mặt chỉ đạo chiến lược thì đầu năm 67 cái hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng ra cái nghị quyết chính thức quyết định cái chuyện mở mặt trận ngoại giao, tức là hình thành ba mũi tiến công chính trị và quân sự và ngoại giao. Đấy là những cái điều kiện căn bản. Bên cạnh đấy, giai đoạn năm 67 cái phong trào đấu tranh chính trị ở trên khắp miền Nam cũng đã phát triển đến đỉnh cao. Các cái thành phần nó đã tạo nên một cái phong trào đấu tranh chính trị phát triển về chiều sâu và phát triển đi vào chất lượng. Đấy là những cái điều kiện mà Trung ương Đảng nhận thấy có thể có thời cơ, tạo ra mở ra cái thời cơ để phát động thực hiện cái mục tiêu mà giành thắng lợi quyết định trong thời gian sớm nhất tại cái hội nghị của Bộ Chính trị tháng 12 năm 67 đã quyết định mở cái cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 68. Rõ ràng đó là một cái chặng đường rất là dài để đưa ra một quyết định mang ý nghĩa lịch sử. Vậy trong cái bối cảnh như là đồng chí vừa đề cập thì chúng ta phải vượt qua những khó khăn và thử thách như thế nào? Đối với quân và dân miền Bắc, chúng ta biết đã trải qua một cái cuộc chiến tranh phá hoại cực kỳ nặng nề và tàn bạo. Chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của không quân và hải quân Mỹ. Một mặt là phải tự bảo vệ mình trước cái sự phong tỏa và chiến tranh ác liệt của không quân và hải quân Mỹ. Mặt khác là để mà có được vừa là nuôi bản thân của hậu phương lực của quân và dân miền Bắc, nhưng đồng thời có cái chi viện kịp thời cho quân và dân miền Nam, cả sức người, cả sức của. Quân và dân miền Nam cũng phải giữ gìn thế và lực, đồng thời phát triển thế và lực, tận dụng mọi cơ hội có thể, huy động mọi lực lượng có thể để tạo nên được cái sức mạnh tổng hợp từng bước một để xây dựng tạo được cái thực lực cách mạng cho cách mạng miền Nam mới có được như vậy. Phải nói một cái quá trình vận động của cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực quân sự, chính trị, ngoại giao để tạo nên một cái sức mạnh tổng hợp đảm bảo đủ thực lực mới có được sự kiện mà như chúng ta đã thấy. Sau 50 năm nhìn là lịch sử
thì đồng chí đánh giá như thế nào về ý nghĩa của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta? Nói như Gabriel Conco, nhà nghiên cứu lịch sử người Mỹ, tức là Mậu Thân là một cái sự kiện phức tạp nhất, là trong nhiều sự kiện mà liên quan đến cuộc chiến tranh Việt Nam. Và cái sự kiện này nó thu hút cái sự chú ý của cái giới nghiên cứu, giới chính trị, không chỉ của Việt Nam, Mỹ mà của rất nhiều nước trên thế giới. Và cho đến nay không phải ngẫu nhiên mà đã 50 năm trôi qua thì đến nay vẫn còn nhiều ý kiến đánh giá về cái sự kiện Mậu Thân. Cho dù đứng trên lập trường quan điểm nào cũng phải thừa nhận, vì đấy nó là sự thật lịch sử. Hiển nhiên đó là gì? Đó là cái với cái thắng lợi trong cái cuộc tổng tiến công nổi dậy Mậu Thân năm 68 thì cái thắng lợi đấy nó đã tạo ra một cái bước ngoặt căn bản cho cái cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam, đánh bại được cái ý chí xâm lược của Mỹ, buộc Mỹ phải tuyên bố là ngừng ném bom ở miền Bắc, chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán ở hội nghị Paris và hiểu nói một cách rộng ra, tức là với cái sự thất bại trong Mậu Thân thì cái sự kiện Mậu Thân đã buộc Mỹ phải thay đổi chiến lược đối với Việt Nam, không thể theo đuổi mãi cái chiến lược dùng quân sự để làm sức ép đối với Việt Nam. Đúng như đồng chí vừa phân tích thì cuộc tổng tiến công nổi dậy vào mùa xuân năm 1968 là một trong những sự kiện lịch sử phức tạp nhất trong cái lịch sử chống Mỹ của dân tộc ta, đúng không ạ? Cũng có rất là nhiều quan điểm xung quanh cái chiến thắng này. Và cũng có quan điểm cho rằng là để làm nên chiến thắng này chúng ta đã phải trả bằng một cái giá quá đắt. Thì đồng chí nghĩ sao về ý kiến này? Có thể nói rằng cái sự kiện Mậu Thân là một trong những cái sự kiện mà cái sự hy sinh mất mát hết sức lớn. Đối với lực lượng cách mạng chúng ta, không chỉ có bộ đội chủ lực mà kể cả lực lượng cái phong trào quần chúng cũng bị thiệt hại rất là đáng kể. Một bộ phận khá lớn lực lượng cán bộ tinh túy của phong trào cách mạng miền Nam mà đã được tôi luyện, đã được trưởng thành bao nhiêu năm, thì trong Mậu Thân chúng ta cũng hy sinh mất mát rất lớn, đặc biệt cái lực lượng biên động. Tôi cho rằng cái sự hy sinh đấy là phải đáng ghi nhận, đánh giá đến nơi đến chốn, nhưng không nên nói cái sự hy sinh đấy là cái sự hy sinh mà không cần thiết, một cái giá quá đắt. Bởi vì đối với chiến tranh thì nhiều lúc không có ai định giá cho cái độc lập tự do cả. Bản thân dân tộc Việt Nam như vậy là chiến đấu vì cái nền độc lập tự do cũng đã xác định trước là phải chấp nhận hy sinh. Và trong cuộc tổng tiến công nổi dậy Mậu Thân năm 68 cũng vậy thôi. Lịch sử thì không thể có nếu như. Nhưng rõ ràng đây chính là những cái kẽ hở mà người ta có thể lợi dụng vào, người ta để đặt ra những cái giả thiết. Thưa quý vị và các đồng chí, những luận giải của Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Long đã giúp chúng ta có một cách nhìn đúng đắn, khách quan, lịch sử về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Vậy nhưng, vì những mục tiêu đen tối, các phần tử cơ hội phản động lại luôn ra sức phủ nhận hoặc hạ thấp ý nghĩa của chiến thắng này với những luận điệu hết sức xảo trá nhằm hướng lái dư luận. Clip sau đây sẽ phần nào giúp chúng ta hiểu rõ hơn về điều đó. Đã có nhiều nghiên cứu đánh giá về cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam nói chung, cũng như cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 nói riêng. Giới lãnh đạo Mỹ thì công nhận Tết Mậu Thân 1968 đã đặt họ trước một bước rẽ trên đường đi và các giải pháp để lựa chọn đã phơi bày trong một thực tế tàn nhẫn. Nhà sử học Mỹ là Larry Berman thì nhận xét cuộc tấn công Tết bộc lộ ra cho người dân Mỹ thấy rằng toàn bộ cuộc chiến này dựa trên cơ sở của một lời dối trá. Phía Mỹ đã nhìn nhận rõ những sai lầm của cuộc chiến tranh phi nghĩa mà họ gây ra ở miền Nam Việt Nam, cũng như sự thất bại không tránh khỏi của họ trong dịp Tết Mậu Thân 1968. Ấy vậy mà chả hiểu vì mù thông tin hay thiếu kiến thức về lịch sử quân sự hay còn vì một lý do nào khác mà một số người nhận quàng là nhà nghiên cứu lịch sử quân sự cứ khăng khăng Mậu Thân là sự thất bại về đường lối quân sự. Mậu Thân là sự hy sinh vô nghĩa của nhiều người, rồi mượn mạng xã hội để gieo rắc những thông tin thất thiệt đó. Theo Trung tướng Khuất Duy Tiến, nguyên tư lệnh quân đoàn 3, người đã trực tiếp tham gia vào cuộc tổng tiến công này, thì chiến thắng nào mà chả có hy sinh. Còn bảo Mậu Thân 1968 là sự thất bại của những người cộng sản, thì đó chỉ là những ý kiến hồ đồ, xảo trá, nhằm mục tiêu đen tối. Thắng lợi Mậu Thân lớn như thế, nhưng người ta không hiểu. Tại sao người ta không hiểu? Bởi vì như thế này, cái chiến thắng Mậu Thân, đợt thứ nhất ta thắng lợi rất lớn, sang đợt thứ hai, thứ ba, mình có thương vong. Nhưng hiểu lớn nhất của cả dân tộc Việt Nam, đó, thì chúng ta giành được độc lập thống nhất dân tộc, mà đánh bại kẻ thù mạnh nhất thế giới.
Đồng chí có ý kiến gì về những thủ đoạn nhằm xuyên tạc hay là hạ thấp ý nghĩa lịch sử của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 68 ạ? Giá như và rất nhiều cái giá như được đặt ra. Tất nhiên họ nhiều cái mục đích khác nhau. Tôi cho rằng có những cái luận điểm là nhằm để xuyên tạc cái ý nghĩa của cái thắng lợi Mậu Thân. Nhưng khách quan mà nói cũng có những cái ý kiến là do người ta nhận thức chưa đầy đủ. Do chúng ta chưa tuyên truyền đến nơi đến chốn, chưa làm cho những người đấy người ta thấy được cái sự thật lịch sử. Những cái luận điệu hay là những cái nhận thức, những cái ý kiến trái chiều như vậy, tôi cho đấy là cái lẽ đương nhiên với một cái sự kiện phức tạp như sự kiện Mậu Thân. Xem xét Mậu Thân thì phải xem xét một cách phải đến nơi đến chốn, thấu đáo thì mới thấy là cái giá trị của Mậu Thân. Chứ còn chỉ căn cứ vào những cái con số thiệt hại của đôi bên trên chiến trường để đánh giá Mậu Thân, tôi cho rằng đấy như thì mới là tiếp cận ở một cái góc cạnh nào đấy, chứ chưa phải là tiếp cận một cách toàn diện. Đồng chí có thể giải thích là vì sao họ lại cố tình xuyên tạc và phủ nhận ý nghĩa của chiến thắng này? Trong Mậu Thân 68, tất cả những cái điều mà chúng ta lâu nay có thể là cho là xuyên tạc hay hiểu không đúng về Mậu Thân ấy, chính nó nhằm đến cái đích, tức là muốn nói đến cái vấn đề cái chiến lược cách mạng của Việt Nam, cái sai lầm trong về vấn đề chiến lược. Họ cố tình như vậy để mà hạ uy tín của bộ thống soái của cái cuộc kháng chiến. Cái thứ hai nữa là họ nhằm đến mục đích là muốn gây nên một cái nỗi đau chiến tranh. Chúng ta biết 50 năm cái nỗi đau chiến tranh nó bắt đầu lên da non, nhưng những cái vết thương nó lên da non nó đang lành. Thường muốn khơi dậy một cái để khoét sâu thêm cái vết thương đấy, kích động cái hằn thù dân tộc rồi cái tôn giáo, họ cố tình để có thể biện bạch để làm giảm cái hội chứng của chiến tranh Việt Nam hay là cái hội chứng Mậu Thân mà trong lòng nước Mỹ. Bởi vì chúng ta biết là cái hội chứng Mậu Thân một thời nó gây cho cái bầu không khí chính trị, cho cái nội bộ trong lòng nước Mỹ rất là ảm đạm, rất là khó chịu. Và tôi cho cái sâu xa nữa là họ cũng nhằm vào một cái mục đích là gây cái hoài nghi trong cái bộ phận mà bất mãn với lại cái sự nghiệp cách mạng của toàn đảng, toàn dân đang tiến hành, cũng để là gây nhiễu thông tin. Nó liên quan đến những cái sự kiện khác, liên quan đến cái ý nghĩa của cái thắng lợi của cái cuộc kháng chiến chống Mỹ và cái ý nghĩa của cả cái cuộc chiến tranh giải phóng 30 năm giành độc lập tự do mà Trung ương Đảng đã phát động, cả dân tộc Việt Nam tiến hành cầm súng. Có rất là nhiều nguyên nhân như đồng chí vừa đề cập. Vậy để thực hiện được những mưu đồ đó thì những phần tử cơ hội phản động đã sử dụng những chiêu trò như thế nào, thưa đồng chí? Hiện nay thầy dùng cả cái phương thức về công nghệ thông tin. Thời gian gần đây, cái dịp mà chúng ta chuẩn bị kỷ niệm 50 năm chiến thắng Mậu Thân thì rất nhiều các cái trang mạng và rất nhiều cái phương tiện thông tin đại chúng rộ lên nhiều luận điệu xuyên tạc bóp méo cái chiến thắng của sự kiện Mậu Thân, hay là khơi lại những cái vấn đề góc khuất của sự kiện Mậu Thân. Thứ hai nữa là có một cái điều mà tôi cho rất là nguy hại, chính là trực tiếp kích động những người vốn có những cái bất mãn, vốn có những cái mất mát trong cái sự kiện Mậu Thân. Vậy để làm thất bại những mưu đồ đen tối đó và để chúng ta có một cái nhìn chung nhất, khách quan nhất về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 thì chúng ta cần có những cái giải pháp như thế nào, thưa đồng chí? Dưới góc độ của người nghiên cứu lịch sử quân sự, tôi cho rằng cái thứ nhất chúng ta phải làm, tức là chúng ta phải mở rộng cái thông tin tuyên truyền một cách rộng rãi về cái sự kiện lịch sử này. Tuyên truyền như thế nào? Ngoài mặt khẳng định cái thắng lợi của Mậu Thân, chúng ta cũng phải nói cả những cái tồn tại, cái bài học rút ra từ Mậu Thân. Vì những cái bài học đấy có nhiều cái bài học rất là giá trị vận dụng cho cái sự nghiệp cách mạng hiện nay, đặc biệt là trong cái cuộc đấu tranh tư tưởng hiện nay. Cái thứ hai là chúng ta phải giải quyết những cái tồn đọng liên quan đến chế độ chính sách cho cả cái lực lượng tham gia cái cuộc tổng tiến công của nổi dậy 1968, đặc biệt tôi nói đặc biệt lực lượng biệt động. Cái thứ ba nữa là chúng ta cũng phải tiếp tục nghiên cứu mổ xẻ tổng kết về cái sự kiện Mậu Thân một cách bài bản, một cách có hệ thống. Và một khi đã nghiên cứu một cách có hệ thống thì rõ ràng không còn những cái góc khuất của Mậu Thân nữa để người ta có thể lợi dụng vào đấy, để người ta thực hiện những cái ý đồ không tốt. Bởi vì ý đồ đấy không chỉ nhằm vào sự kiện Mậu Thân mà chỉ mượn cái sự kiện Mậu Thân để nhằm vào cả cái ý đồ chống phá cách mạng Việt Nam lâu dài, và thậm chí chống phá cái công cuộc đại đoàn kết dân tộc hiện nay, công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Xin cảm ơn Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Long về những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các đồng chí, sự thật lịch sử về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 của quân và dân miền Nam đã quá rõ ràng, không thể phủ nhận lẫn lộn trắng đen. Những quan điểm sai trái như phủ nhận hoặc hạ thấp ý nghĩa của chiến thắng này, hoặc đánh đồng cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta với những sự kiện xảy ra gần đây ở một số nơi trên thế giới là rất thâm độc, xảo trá, nhằm hướng lái dư luận, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, phủ nhận sự hy sinh, đóng góp vô cùng lớn lao anh dũng của nhân dân và quân đội ta ở cả hai miền Nam Bắc, của bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
đồng thời kích động các phần tử chống đối, lực lượng tay sai, phản động, chống phá cách mạng Việt Nam. Quan điểm sai lầm ấy không chỉ bị lịch sử bác bỏ mà còn cần phải được lên án mạnh mẽ và phải được xử lý. Bởi chân lý, lẽ phải luôn là một. Chương trình xin được kết thúc tại đây.